Rồi mình hướng dẫn lại ha. đầu à, tiên thầy, thầy hướng dẫn dẫn các em viết một cái chương trình để mà làm cái gì đó và chúng ta sẽ viết cái chương trình con để mà ta thực hiện cái con công tác đó ha. Thì ở đây chúng ta có một cái vùng dữ liệu như thế này. Đây là mình xem giống như một cái mảng hai chiều. Nó bao gồm là các cái hàng và các cái cột đây đúng không? Thì đây là mảng hai chiều ha. Thì uh, chúng ta có thể gọi cái mảng này là một cái ma trận. Như vậy thì để mà tính toán cho cái ma trận này, ví dụ như là chúng ta có thể là À, lấy tích của các cái số này theo hàng, được chưa? Ví dụ như là chúng ta có thể lấy ở cái vị trí OF1 này là bằng tích các cái số mà ở cái ô này, đúng không? a 1 b 1 C1, D1, E1, đúng không? Ví dụ chúng ta có F1, chúng ta tính là sẽ bằng là cái gì? À, bằng A1, bằng cái này, à, tôi nhân với lại B1, rồi tôi nhân với lại C1, đúng không? Và nhân với D1, rồi tôi nhân với lại thằng E1, vân vân. Ví dụ như vậy nó sẽ bằng như vậy ha. Và chúng ta sẽ cắt cái hàng tương tự thì chúng ta trong Excel thì chúng ta làm thao tác như thế này là được. Đồng ý không? Đó. Như vậy là trong Excel thì chúng ta hoàn toàn làm được đúng không? Rồi. Hoặc là chúng ta có thể lại lấy các cái số mà nhân. Đó. Lấy thằng này nhân với nhau. Nếu mà các cái số này nó lớn hơn không thì tôi nhân với nhau. Ví dụ chẳng hạn thì tôi sẽ xuất ra cái ô F1. Như vậy là chúng ta sẽ lưu ý là cái ô F1 này nè. Cái ô F1 này nó sẽ bằng tích này các số uh, lớn hơn không của hàng được chưa tức là mỗi một cái OF1 bằng tích các số lớn hơn không của cái hàng này được chưa OF2 sẽ bằng tích các số lớn hơn không của hàng 2 và OF3 bằng tích các số lớn hơn không của hàng 3 vân vân như vậy thì uh, mình sẽ lập trình cho cái bài toán như thế này được chưa chúng ta sẽ lập trình một cách tự động đó là ở cái ô của hàng thứ y đúng không ở cái ô của hàng thứ y đó ô f ở đây nè f thứ y đúng không f của hàng thứ y thì nó sẽ bằng tích các cái số lớn hơn không của cái thằng quỷ này của thằng này thằng này được chưa rồi thì cách lập trình là là chúng ta sẽ làm sao chúng ta sẽ chọn dữ liệu đầu vào đó là cái mảng từ a 1 đến e 4 được chưa rồi sau đó thì chúng ta sẽ gán cái bảng đó vô nó như vậy là chúng ta sẽ được một cái ma trận. Chúng ta sẽ chọn nó chạy theo hàng. Ở mỗi hàng thì tôi sẽ lấy tích lớn hơn không. Đó là cái quy tắc người ta làm. Vậy là chúng ta sẽ mở cái developer và chúng chỗ vào chỗ PB. Rồi, insert một cái uh, module. À, chúng ta sẽ viết chương trình chạy bình thường trước, ha, chương trình chính trước, ha chương trình con chúng ta viết sau. Vậy, chúng ta sẽ bắt đầu à, tên của chương trình đó là à, tên chương trình là sub này Sub xong mà tên chương trình ví dụ hôm nay là ví dụ 1 được chưa rồi và sau đó thì chúng ta sẽ nhập dữ liệu vào chúng ta set a à, a là cái ma trận này ha ma trận là bằng trên à, từ A1 đến đâu đến E4 A1 đến E4 Được không? Rồi Enter à, Chúng ta sẽ đếm số hạng số cột của A M bằng A chấm Rouse Chấm Count Đếm hàng của A Đếm cột của A N bằng à, A chấm Column Chấm Count Ok M và N chúng ta đã có rồi đúng không ạ? Như vậy là chúng ta muốn tính tích của mỗi hàng và lưu ý là cái tích này á, tích này chúng ta sẽ tính trong mỗi hàng nha. Như vậy là chúng ta phải chạy theo hàng trước và sau đó chúng ta mới bắt đầu tính tích nha. Tôi phải chạy theo hàng. Vậy thì chúng ta sẽ dùng cái lệnh là for y bằng 1 to M cho y chạy từ 1 đến N M đúng không? Next. Y. Rồi cho so, y chạy từ 1 đến n next y. Sau đó thì chúng ta sẽ làm sao? Trong mỗi hàng này, bây giờ để tính tích trong mỗi hàng thì chúng ta lưu ý là cái tích này nè bằng 1. Cái tích này tôi sẽ gán cho nó bằng 1. Được chưa? Rồi. Cái tích này bằng 1 for g bằng 1 to n. g chạy từ 1 đến m. Nếu đó không ta lưu ý tự quên nữa ha đây là gì next g rồi cho g chạy từ 1 đến n được không nếu mà cái số đó lớn hơn không nếu được chưa nếu cái gì uh... a y g mà lớn hơn không lớn hơn không thì and if ha à, nếu aeg mà lớn hơn không thì chúng ta sẽ làm cái gì ở à, chúng ta sẽ lấy cái tích này nè cái tích ở mỗi hàng đó nó sẽ bằng là cái tích này nè nhân với lại a y e, g được chưa tích sẽ bằng cái tích này à, nhân với lại a e, g và chúng ta lưu ý là chạy đến khi nào mà g đến giá trị n thì thôi được chưa như vậy là chúng ta đã tính được cái tích này. Bây giờ mình muốn xuất cái tích này ra ở cái ô nào? Ở cái ô F1, F2, F3, F4 đó. Được chưa? Như vậy là chúng ta muốn xuất ở các ô này mà các ô này lưu ý là nó sẽ di chuyển theo y. Cái ô này là cái ô thứ y. Như vậy là chúng ta lưu ý là cái ô này chúng ta phải cho nó chạy tự động. Do đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh đó là cell. y Đúng không ạ? Y là cái hàng, Y là cái hàng ha, hàng máy, hàng này là hàng hàng thứ Y và cột này là cột máy. Giả sử tôi muốn xuất ra ở, ở cột là F thì F là sẽ là 1, 2, 3, 4, 5, 6, hàng 1, hàng thứ Y và cột thứ 6, được chưa? Chấm value bằng tích, được chưa? Đó, như vậy là sau khi mà chúng ta chạy cái chương trình này thì nó sẽ xuất ra chúng ta cái tích các cái số mà nó lớn hơn không chỉ thằng nào lớn hơn không thì mới tính được ha và chúng ta xuất ở đây là chúng ta xuất theo cái gì đây này thấy chưa mình xuất là mình xuất theo cái hàng thấy chưa cái tổng này tích theo hàng tức là trong mỗi cái hàng á trong mỗi hàng thì tôi sẽ chạy lập theo theo gì chúng ta đi từ phần tử thứ nhất cột thứ nhất đến cột thứ n và chúng ta sẽ tính được cái tích của nó rồi bây giờ mình à, dựa vào cái chương trình mình chính mình đã viết này mình à, sẽ viết một cái chương trình con được chưa? cái chương trình con à, cũng yêu cầu là tính tích các số lớn không nhưng mà cái hàng á cái hàng thứ thứ mấy á hàng thứ mấy và vùng dữ liệu nào á thì à, sẽ do người dùng ta nhập vào ví dụ tôi muốn tính ở cái hàng thứ ba thôi được chưa? ở hàng thứ ba và ở vùng dữ liệu này thì chúng ta sẽ viết chương trình để mà cho nó chạy với cái gì, với cái hàng đó vùng dữ liệu đó thì nó sẽ tính được tổng hoặc là tích các cái số mà nó nó lớn hơn không Được không tận tổng hoặc tích các số lớn hơn không mình ta viết chương trình con đây là cái chương trình mà ta viết bình thường này để ta gọi ra này thấy chưa rồi bây giờ chúng ta muốn cái vùng dữ liệu là bất kỳ nha và cái hàng là cũng là hàng bất kỳ luôn tức là cái hàng y cụ thể là cái hàng bao nhiêu ở đây sẽ do người dùng nhập vào như vậy thì để làm được điều này thì chúng ta sẽ viết một cái chương trình con chương trình con chúng ta gọi là function Uh, function tên là uh, tích hàng, được chưa? Rồi uh, biến đầu vào chúng ta đó là a, đúng không? Là dữ liệu vùng này. A bằng ren, à, xin lỗi. A, a này, s, ren, được chưa? Và cái thứ hai là chúng ta biến dữ liệu thứ hai là cái cột, đúng không? Xin lỗi cái hàng, được không? cái hàng thứ mấy. Được chưa? Rồi. Và cuối cùng là cái tích này á nó là một cái số đúng không? Nó là một cái số số thực, như vậy là nó sẽ là dạng double. S. Được chưa? Và cái thứ hai là cái hàng này nè, cái hàng này chúng ta sẽ lưu ý là nó là dữ liệu nhập vào này. Thì người dùng nhập vào thì cái hàng này á nó là biến gì các em? Biến hàng này biến gì? hàng thứ mấy thứ một thứ hai thứ ba thứ tư đó là biến tên gì dữ liệu kiểu dữ liệu là integer đúng không thứ nhất là a là biến vùng này đúng không được chưa hàng là integer còn cái tích mà cái tích mà theo hàng này là cái số 14 bốn bốn tám này bốn bốn mươi tám hoặc là bốn hai mươi này nè đó là dữ liệu double tức là số thật được chưa cái này nắm chưa rồi Bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Mình tính uh, muốn tính, tính tính hàng thì chúng ta sẽ làm gì? Chúng ta cũng đếm số hàng và số cột của cái mặt trận A này giống như hồi nãy này, chúng ta từ trên là tôi có copy xuống nè. Đếm số hàng và số cột này. Rồi sau đó nè. Rồi. Bây giờ chúng ta không cần chạy theo hàng nữa bởi vì cái hàng đó nó là cụ thể là cái hàng nào rồi, chúng ta muốn tính rồi do đó không cần phải chạy theo hàng nha các em hàng là không cần chạy nha do đó for y bằng một tên n là mà, là không mà không cần thiết nha bởi vì cái hàng đó là hàng cụ thể rồi như vậy thì đầu tiên là chúng ta sẽ tính được cái tích của đó, đó cái tích đó tích này cụ thể là tích hàng luôn tích hàng bằng một nè tích hàng bằng một for g bằng một to m cho g chạy từ 1 đến m các em sẽ làm gì nếu a a này nè lưu ý là dưới a này nè a này là a ở hàng thứ đúng không a là biến hàng này nè ở cái hàng này nè chúng ta chỉ tính ở cái hàng đó thôi chứ không phải tính hết do đó nếu a thứ nhất là cái hàng và g a hàng và g này đúng không lớn hơn không lớn hơn không à thì thì làm cái gì n này nx xin lỗi f ha rồi nếu cái a này nè lớn hơn không thì có phải tích hàng nè tích hàng bây giờ nè tích hàng bằng cái tích này nè tích hàng nhân với lại gì a à. a à gì hàng và g rồi như vậy là nó đã xong ha rồi và for g một tên n thì chúng ta sẽ là next thì cái chương trình con nó sẽ chạy như vậy ha. Như vậy là cái biến N ở đây là không cần thiết. M ở đây là không cần thiết ha. Xin lỗi G từ 1 đến N thì mới đúng. Chúng ta đang chạy theo hàng và kết thúc chương trình ở đây. Rồi như vậy là cái biến N là đúng nè. M này chúng ta không cần đây nè. Ở chương trình này các em có hiểu không? Yêu cầu của bài toán và viết chương trình là như vậy đó ha. Rồi bây giờ chúng ta đã lưu được cái chương trình tên là tích hàng rồi đúng không? Rồi lưu biến hai đầu vào là A và integer là cái hàng này nè, cái hàng ví dụ hàng 2, hàng 3, hàng 4 này chúng ta gọi chương trình này nó sẽ bằng này. Tích hàng này. Được không? A à, là dữ liệu cái vùng này. Được không ạ? À? Bây giờ chúng ta sẽ lấy cái hàng từ mấy? hay ví dụ hàng 4 đi. Hàng 4, rồi chúng ta gọi số 4 vào. Thì nó sẽ bấm ra đây là chúng ta là 120. Được chưa? Hoặc là chỗ này chúng ta sẽ tích là bằng gì? Tích hàng này tích hàng của dữ liệu vùng này được vui từ đây qua đây thôi đúng không hàng hai chúng tôi gọi vô là hai số 2 và nó sẽ tính chúng ta là 60 đúng không à, ví dụ như là bằng tích hàng nè sau đây bằng này tích hàng này à, tôi lấy dữ liệu từ đây qua đây được không và ô thứ mấy ví dụ ô thứ nhất rồi gọi vô enter đó ở hàng thứ bao nhất ha xin lỗi đó thì chúng ta tính như bình thường đó là chương trình để mà chúng ta ví dụ như vậy để sau này chúng ta có thể phát triển những cái thứ gì đó mà nó nó nó, nó sau này mà ứng dụng nhiều hơn à. các em có câu hỏi gì về cái bài này không rồi bây giờ mà em các em ứng dụng cho thầy này lấy này lấy tổng này tổng cột đi bây giờ tính theo cột chứ không tính theo hàng nữa Đúng không đó viết một chương trình nha ở đây ở đây này cái cái ô ô này này ô a này a 5 này là tổng của cái cột thứ nhất b 5 là cột thứ hai c 5 là cột thứ ba d 5 là sáu bốn và và e 5 là cái cột thứ thứ năm như vậy là chúng ta xuất dữ liệu ra đây ví dụ này sẽ bằng nè sum này trong excel nó bằng sum này tổng cái số này được chưa đó rồi nếu tổng cái số hơn không là sum if đúng không ạ sum if tức là điều kiện nếu một cái số lớn hơn không á được chưa sum if gì đó sum if cái này và lớn hơn không thì lấy vùng này lấy vùng này và điều kiện ha rồi vân vân. thì chúng ta có thể dùng cái lệnh sum if cũng được hoặc là chúng ta có thể dùng vb để chúng ta gõ lập trình ra rồi rồi các em lấy cho tôi những cái số những cái số chẵn ha lấy cho tôi những cái số chẵn lấy tổng các cái số chẵn nha rồi lấy tổng các số chẵn đây là chương trình chính chúng ta làm giống như vậy ha. Còn chương trình con các em làm gì ở chương trình con á, các em lấy à, cho tôi giống như là cái tôi làm theo hàng đó là các em làm gì à, tính tổng các số chẵn đúng không? À, theo một cái hàng bất kỳ, à, theo cái cột bất kỳ mà tôi tôi yêu cầu như vậy là nó sẽ gọi là gì? Ở chương trình con nó sẽ là gì? Bà ở đây nó sẽ bằng nè tổng hàng nè tổng cột chứ đúng không? chúng ta tính theo cộng theo cột rồi của vùng dữ liệu từ đây qua đây đó rồi nhập vào thêm cái cột thứ mấy ví dụ cột thứ ba thì bắt buộc ở đây nó phải tính cho chúng ta rồi chưa các em có câu hỏi gì không về cái ví dụ này trước khi em làm bài rồi không có thì làm đi Rồi các em nghe được không ạ? À? Rồi. Như vậy là dữ liệu mình sẽ xuất vào cái ô A5, B5, C5 và D5. Hoặc E5 cũng có nếu có đúng không? Ví dụ như là 8, 6, trừ 3 và không đi. Ví dụ vậy. Thì mình sẽ xuất dữ liệu vô đây. Tức là cái ô A5 này nó sẽ lấy tổng cái, cái số ở cái, cái cột. Đúng không? Cột A. B5 thì cũng vậy ha C5 thì chúng ta tôi làm tương tự Lấy tổng các số ở đây Lấy tổng nha Như vậy thì ở đây mình sẽ Với chương trình đó là Sub này à, Bài tập 2 Ví dụ vậy Rồi Chúng ta sẽ đặt dữ liệu A này Bằng này Ren Từ A1 đến E5 A1 đến E4 làm ơn nghe tôi nói nha sau đó làm bài tập tiếp chứ không phải ngồi đó mà chờ một gửi các bạn gửi file lên cho các em nộp các em nộp thì các em chắc chắn các em đi làm bài thì sẽ rớt thôi à không có tác dụng gì đâu uhm... xếp a năm a bằng cái này đúng không rồi chúng ta sẽ đếm số hàng số cột m bằng uh, a chấm gì đó à, uh, đếm số hàng của a n sẽ bằng a chấm Rồi. Uh, for g bằng 1 to n. Ở đây lưu ý là chúng ta chúng ta sẽ chạy theo cột chứ không chạy theo hàng, do đó chạy theo g trước và next g. Không biết là next nó có chấp nhận hay không, chúng ta để xem lại ha. Rồi, để chúng tôi gọi để next thôi thì nó không bị nhầm lẫn y với g. Rồi, for y xin lỗi à, trong cái mỗi cái hàng á, thì chúng ta sẽ lấy tổng này bằng này tổng bằng không này rồi lấy tổng bằng không rồi for y bằng một to n xin lỗi to m rồi lấy tổng thì uh, next next không ta tăng cái y lên rồi nếu a easy AEG mà lớn hơn 0. Đúng không? Thì thì tôi sẽ lấy tổng đó bằng tổng cộng A I G. Rồi, và sau khi tính được tổng đó, ha và chúng ta chạy trong vòng lập này, chạy trong vòng lập Y uh, tức là chúng ta chạy theo hàng đó. Chạy theo hàng được chưa? Lưu ý là chúng ta sẽ lấy là chạy theo hàng này, ở mỗi cột thì chạy theo hàng. Và sau khi chạy hết cái hàng này đó thì chúng ta sẽ xuất cái dữ liệu ra và chúng ta dùng cái lệnh là sell à, gì? À, sell lưu ý là cái xuất vào cái ô nào, cái hàng thứ năm, hàng thứ năm nha. Sell 5 G. Được chưa? G thì chạy theo cột được chưa? Sell 5 G chấm value bằng bằng tổng đúng không ạ? Chúng ta tính ra, ví dụ bây giờ ta chạy này Và cho nó chạy Thì nó xuất ra cái tổng chúng ta những cái số mà nó lớn hơn không Các bạn thấy không ạ à? Đó là cái chương trình mà Chúng ta chạy mà chúng ta xuất ra nhiều dữ liệu cùng một lúc nha Thì thường thì chúng ta sẽ viết như thế này Còn nếu không thì chúng ta sẽ viết chương trình con ha Chương trình con là function này Tôi yêu cầu là chúng ta viết function này Chương trình con tên là gì à... À, Tổng cột nè Rồi à, Biến nho nhập vào đó là gì À, dữ liệu à, vùng a à, s đây này rồi chúng ta muốn tính cho cái cột nào thì chúng ta sẽ là cái cột này là cột g cũng được chúng ta mình gọi là g hoặc là chúng ta gọi là cột được chưa rồi cột này á là số số cột như vậy là chúng ta lưu ý là cái biến này nó sẽ là gì cột là dạng gì s gì integer à, ok rồi tổng cột thì có là s gì đây Double Đúng không? Và chúng ta sẽ làm gì? A à, mình có rồi đúng không? Mình chỉ cần đếm cho tôi là số hàng của thằng A thôi. M sẽ bằng A. Rouse số hàng ha. count. Đếm số hàng của thằng A. Cột là chúng ta đã cố định rồi, tôi cần cột cụ thể là cái tên là biến là cột rồi. Do đó chúng ta sẽ chạy này. Đúng không? Không cần cái bước chạy theo G nè. Không cần bước chạy theo cột nha, mà chúng ta chạy theo hàng thôi như vậy là chúng ta sẽ dùng cái là người ta chạy theo hàng này như vậy là cái tổng qua này cái tổng của chúng ta muốn tính đó, tổng cột đây này nó sẽ bằng này bằng không này trước nè rồi for y bằng 1 to n tôi m xin lỗi rồi cho y chạy từ 1 đến m à, n như vậy là chúng ta thấy là gì trong cái uh... Trong vùng lập pho đó thay chúng ta gọi là next y e, next z Chúng ta gọi như vậy thì Cũng được Còn nếu không chúng ta gọi là next thì cũng được Thì tùy các em ha nhưng Mình gọi next thì nó sẽ ok hơn Tôi thấy là nó sẽ tiện hơn cái chỗ là chúng ta không bị nhầm lẫn y e với G. À, Giống như tuần vừa rồi một số bạn nhầm y e với G, Thì cuối cùng cái chương trình chúng ta không có chạy được Rồi bây giờ là next Tôi sẽ làm gì à, Tôi sẽ kiểm tra xem là nếu Nếu này A Y tức là A ở cái hàng này và cái cột cụ thể là tên là cột đúng không ai cột lớn không thì nếu mà ai cột lớn không thì tôi sẽ làm gì tôi tổng này tổng cột nó sẽ bằng tổng cột cộng cho A y cột dạ tức là cụ thể là cố định cái cột đó luôn cái cột cụ thể là tôi muốn là cái nào rồi và cuối cùng là chúng ta sẽ uh, kết thúc cái điều kiện ghép này n rồi. Và ta đã tính xong cái này ha. Và ta thử ta chạy này. Như vậy là tên chương trình là tổng cột ha, chúng ta sẽ bấm vào đây này, bằng này. Tổng cột này. Được chưa? Chúng ta lấy cái vùng nào? Ví dụ tôi lấy cái vùng này đi. Được chưa? Rồi, chúng ta muốn cột mấy? Ví dụ như cột 2. Được chưa? Nó sẽ ra là 11 ha. Rồi, hoặc là cái ổ này nó sẽ bằng là tổng cột này của vùng này, chúng ta lấy vùng nhỏ này thôi. Được chưa? và cái cột máy cột 4 đi. Đó. Thì nó sẽ ra nhiêu đây? Hình dung được không? Bằng nè. Tổng cột nè. Rồi cái vùng ta lấy hết vùng này luôn cũng được này. Ví dụ như vậy. Và cột mấy? Cột 6. Xin lỗi cột 5. À, nó sẽ ra là 28. Các em có câu hỏi gì không? em nhìn con đây Như vậy là tương tự tính theo hàng thôi các em đâu có gì mà khác biệt đâu Đúng không Ngoài ra các em còn câu hỏi gì không À, chụp hình tôi gọi lại cho các bạn này. Rồi bây giờ tiếp tục nè. Bây giờ mình có một cái bài tập nhỏ như sau. Bây giờ các em, em biết á, đây là cái bể nước à, trong một cái nhà công trình gì đó tôi không biết. Bây giờ cái thùng chứa nước có dạng thế này. Nha, cái thùng chứa nước có dạng chưa Em thấy trên hình không? Rồi, bây giờ giả sử trên thực tế mình có một cái bồn, ha, một cái bồn chứa nước như hình đi Giả sử cái bán kính của cái bồn này cũng là r luôn. Thì thiết kế ví dụ như là cái kích thước chiều cao này gọi là R và cái tổng chiều cao từ đây đến đây là 2R đi. Đó, tổng chiều cao là 2R. Như vậy thì với một cái mực nước á, có chiều cao là H thì các em có thể tính được thể tích của cái nước ở trong cái bồn này không? Và chúng ta từ cái thể tích này các bạn suy ra được khối lượng của cái bồn thì nó ảnh hưởng như thế nào đúng không đến cái công trình như thế này? À, đến cái kết cấu của chúng ta sau này, về sau chúng ta tính sao? Như vậy thì đầu tiên là các em phải tính được cái khối lượng nước ở thể tích của cái nước ở trong bồn này. Vậy là muốn thể tính thể tích của nước ở trong bồn này thì chúng ta sẽ tính như thế nào ạ? À? Thể tích của cái bồn này nè. Thể tích của cái nước đó chứ. Đúng rồi, chia làm hai phần đúng không? Phần thứ nhất á, là thể tích của cái thằng à, hình lăn à, lăng trụ tròn ở bên trên đúng không? Thể tích nó bằng gì? Bằng nè. Diện tích đáy đúng không? Diện tích của phần đáy là diện tích hình tròn á. À. BR bình phương. BR bình của hệ diện tích hình tròn này. Rồi nhân cho gì? Nhân cho H đúng không ạ trừ đi r đúng không em nếu h lớn hơn r đúng không thì là thể tích của cái cái phần ở bên trên này sẽ là bằng cái này, này nhân cho h chữ r đúng không rồi cộng cho gì một phần ba đây là diện tích của hình chóp đúng không nó sẽ bằng một phần ba nhân pi nhân cho r bình pi r bình đúng không rồi tôi nhân cho gì R. Đúng không các em. Rồi tôi sẽ Như vậy thì à, lưu ý là cái thể tích nó sẽ là như vậy đúng không? Như vậy là mình sẽ nhập dữ liệu hai cái vô là gì? R với lại H là nó sẽ tính ra được cái thể tích, đồng ý không? Đó là trong trường hợp H mà lớn hơn R. Vậy thì H nhỏ hơn R thì sao? Nếu H nhỏ hơn R. Đúng không? Tức là cái mực nước nó nằm ở dưới này nè. Thì thể tích có phải bằng chỉ bằng thể tích của hình chóp ở dưới này không? Với chiều cao là bao nhiêu ạ Chiều cao của nó bây giờ sẽ là H Hình dung được không? Nếu mà mực nước nằm ở dưới này này Chiều cao của phần nước á Được chứ? Của hình chóp á Có phải là chiều cao H không? Rồi, chiều cao H Vậy thì cái, cái phần mà diện tích của đấy á Nó còn, có còn là bia ra bình không? À, vậy Thì các em phải tính được cái diện tích hình đấy là diện tích từ đây qua đây này Đường kính từ đây qua đây bao nhiêu? Các em phải tính tỷ lệ Bây giờ mình có một cái tam giác, đây chúng ta tưởng tượng cái hình chúng ta như thế này. Thì cái khi mà h á lưu ý nó khác biệt với lại bài hồi nè, cái, cái, nãy chúng ta công thức tổng quát nha. Nếu r mà h á mà nhỏ hơn r á thì các em phải tính được diện tích của cái đường màu đỏ này nè, cái phần màu đỏ này nè, đi xuống nè. Như vậy thì lưu ý chiều cao của h á, bây giờ á, là đi từ đáy lên đây là nhiều, là h là đúng không? Chiều cao là h. Như vậy thì cái diện tích đáy bây giờ á có phải là bằng đường kính ở dưới này không? Đường kính ở đây tam giác đồng dạng được không rồi chúng ta sẽ sử dụng này insert này tôi vào để công thức cho ta thấy này trong tam giác đồng dạng này mình có gì đây tôi có d đi d là đường kính cái phần nước ở đây nè cổ phần mực nước ở chỗ này d mình chia cho cái gì 2R Được chưa Bởi vì sao tôi gọi R là bán kính Của cái hình tròn ở đây Được chưa Vậy thì D là đường kính sẽ là 2R Như vậy là chúng ta có là gì Cái D của mực nước gọi DM đi D của mực nước chia cho 2R nó sẽ bằng gì nó sẽ bằng h chia cho gì quan hệ tam giác đồng dạng tam giác nhỏ này nè đồng dạng với tam giác lớn à h chia cho r đúng rồi nó là như vậy đó như vậy cái đường kính nó là như vậy như vậy thì d có bao giờ các bằng gì có phải bằng 2h không đúng các em dựa vào quan hệ này dm bằng cái gì 2h được chưa đó dm nó sẽ bằng hai lần chiều cao như vậy thì cái diện thể tích bây giờ nó bằng gì? V này. V bằng này. pi nhân gì? DM bình phương. Chia 4. DM là cái quan hệ tam giác đồng dạng này. Tam giác. Cái phần hình chóp á là cái này đúng không? Nhưng mực nước của chúng ta không đã nằm ở ngay cái chỗ này nữa. Mà mực nước của chúng ta nằm lơ lửng ở chỗ này. Ở vị trí này nè. Mực nước chúng ta sẽ nằm lơ lửng ở đây này như vậy thì nếu mà xét trong không gian thì cái đường này chính là đường kính của cái hình tròn. Đường kính của hình tròn. Như vậy là đây, đây, tôi sẽ gọi là gì? Tôi gọi là, thằng, này là D. DM. Đây thằng này chính là DM nè. DM là cái này nè. Đường kính của hình tròn là 2R. Vậy thì DM tỷ lệ với 2R như thế nào? Nếu mà các em gọi chiều cao đây là H. Mực nước á, chiều cao của mực nước là H. Được chưa? Như vậy thì tổng chiều cao hình tam giác có phải là R không? Như vậy là các em lấy tỷ lệ nè. H nè đúng không? DM chia cho cạnh đáy sẽ bằng là chiều cao h chia tổng chiều cao là r lớn chia cho cạnh đáy là 2r sẽ bằng h chia cho r và từ đây chúng ta đơn giản cái r như vậy DM sẽ bằng là hai lần h rồi và từ đây chúng ta tính được thể tích của cái hình này nè để sẽ bằng diện tích đáy nhân chiều cao và lưu ý chỗ này quên một phần một phần ba một phần ba nhân này mới đúng nhân chiều cao nhân chiều cao nữa là gì là h nữa rồi nắm được ý tưởng rồi gì rồi mình qua đây lập trình này. Rồi, mình chương trình này, thể tích này, ờ uh, này. Thể tích bồn. Dữ liệu đầu vào nhập vào ở đây người ta sẽ nhập là thứ nhất là bán kính R này. Thứ hai là tôi nhập vào là H này. Được chưa? R người ta nhập vô đây, H nhập đây và tôi xuất ra cái gì? Thể tích. Rồi, tôi xuất ra đây. Như vậy là R ví dụ như bán kính của nó là 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 là, là 2 m. Được chưa? Chiều cao của mực nước, chiều cao của mực nước do các em nhập vào đó nhập vào ví dụ như là như vậy là chỗ này là 3m đi h bằng 3m thì thể tích tự nó sẽ tính được ở đây. Như vậy thì chúng ta sẽ tính được thể tích bồn bằng cách là à chúng ta phải xem là cái chiều cao h đó à, nó có nhỏ hơn r lớn hơn r. Trước tiên là ta nhập dữ liệu vô R lớn bằng ren này. À, B 14 trong value. Rồi, h bằng nè ren à, B15. Như vậy là tôi đã có R có H rồi đúng không? Bây giờ mình kiểm tra điều kiện nè, nếu nè, nếu H lớn hơn R, nếu H mà lớn hơn R, H bằng R được không? Được, dễ lớn hơn bằng R. Nếu H lớn bằng R thì chúng ta vẫn dùng công thức này bình thường. V nó sẽ bằng gì? Pi nhân này R bình phương. Được chưa? Pi R bình phương và ta nhân cho cái gì? H trừ R H trừ R được chưa cộng cho 1 phần 3 nhân Pi nhân R nhân R nhân R đây là công thức tính diện tích của cái phần hình chóp ở dưới này nè có diện tích đấy là Pi R bình được chưa được không Pi R bình và ta nhân cho chiều cao là R và mà nhân 1 phần 3 nếu có thể tích V nó sẽ bằng mà như vậy được chưa nếu ngược lại đúng không else tức là Tức là H bây giờ nó không lớn hơn bằng R nữa. Đúng không? Nó nhỏ hơn R. Nếu nhỏ hơn R thì chúng ta phải dùng cái công thức hồi nãy. V bằng gì? V bằng cái này nè. 1 phần 3 của cái này này 1 phần 3 của Pi nhân DM bình phương. Chia 4 nhân cho H. Mà DM bằng 2H. Như vậy thì 1 phần 3 đây ạ. À. Phần 3 nhân Pi. Nhân DM bình phương là 4 nhân H bình đúng không ạ? À? 4 nhân nhân h dm bình chia cho 4 này bd bình chia 4 này rồi tôi sẽ nhân cho chiều cao là h đó là thể tích v tôi tính ra được nhiêu đây với hai điều kiện này tôi sẽ tính ra được là thể tích và chúng ta xuất thể tích này ra và chúng ta sẽ xuất vào cái ô là b 16 như vậy là ren b 16 chấm v bằng v đúng không tôi sẽ tính được thể tích bồn 3.14 3.14 thì nó chạy nha giờ giờ lỗi là do cái số pi á các em thời sửa 3.14 nha rồi h bằng 2 rồi ok đó các em rồi có câu hỏi gì không về cái bài này bây giờ mình vận dụng nó mình viết uh, mình viết chương trình con nha các em viết chương trình con với hai cái biến nhập vào là h và r này r và h và các em tính được thể tích v với r và h bất kỳ à với chương trình con ha tính thể tích của bồn à, là các em xuất ra khối lượng của bồn luôn đi à với chương trình con à, tính khối lượng của nước ở trong bồn chương trình của các em là tính khối lượng của nước trong bồn à. à, khối lượng tính sao ta thể tích nhân khối lượng riêng đúng không mà khối lượng riêng của nước là bao nhiêu một luôn đúng không rồi ok như vậy là các em làm đi ha chương trình con nha có ai có hỏi gì không có ai không có thắc mắc gì không rồi các em nghe được không ạ biết chương trình con Function. sân yeah. tên là thể tích đi hoặc là gọi là v V của bồn này V của bồn thì uh, dữ liệu vào là R là R là biến tên nha uh, cái kiểu biến là gì các em Integer bán kính là phải Integer là một ừ. nó là gì Double sao Integer được Ủa bán kính là 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 gì bán kính cho 1m 2m 3m mới được hả vậy không phải 5m được không Rồi Và gì H là gì Chiều cao của mực nước Chiều cao mực nước do người dân ta sử dụng đó Vậy chiều cao là đừng là là, là, là biến ta kiểu biến là gì Được chưa Và thể tích thì nó sẽ đi biến là kiểu là gì Double Đây chưa? Nếu mà viết sai cái cấu, cấu pháp mà thấy không nếu đúng không viết sai cấu trúc nè cú pháp thì nó sẽ như thế này nè nó không có thường là cái cái kiểu biến hay gì đó nó bắt đầu bằng chữ viết hoa nếu các em viết sai thì các em thấy là nó không chịu, điều, tự động điều chỉnh thành viết hoa đâu nha chúng ta phải sửa lại nè double thiếu chữ l này ở đây cũng vậy này thiếu chữ l này rồi đó nó chạy xong rồi nè ok à, như vậy là r và bh là chúng ta đã có rồi nè hai cái này đã có rồi nè ở chúng ta chỉ bị copy cái câu lệnh này thôi nè copy cái lệnh từ cái chương trình chính lúc nãy đem bỏ xuống nếu mà h lớn hơn r thì tôi làm cái gì nè nếu mà h nhỏ hơn r thì tôi làm cái gì nè và kết thúc là tính được thể tích v và bây giờ mình chỉ việc là nhập cho tôi là cái v bồn bằng gì bằng v là nó sẽ chạy ra thôi đó vậy thì chúng ta sẽ gặp dữ liệu là bằng nè được chưa v bồn nè đó dữ liệu r lớn r lớn bằng nhiêu ví dụ như là 2 mét này ha à. à, chiều cao là 4 mét đi h bằng 4 mét đó. 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 đó bấm ra chạy ra thể tích là nhiêu đây này được chưa rồi R bằng 1 mét đi. Được chưa? H bằng 2 mét này. Chạy ra này. Được chưa? R bằng 1. Và H bằng 3. Đó. Thì bấm ra này. Hoặc này. Bằng này. V bồn này. Thể tích bồn này. Cột R này. Phẩy nè. Chúng ta hoặc là nhấn giữ control tiếp nè. Chúng ta nhấn control tiếp. Bấm số 3. Bấm chỗ cái chỗ cái cái OABB15 đó. Thì chúng ta sẽ chạy ra. Nó sẽ tính nó tính ra cho chúng ta như thế này. Nhìn đây. Thấy hình vẽ không? Thấy hình không? Rồi. Tôi nhập B1, B2, H1, H2. Đó là kích thước của cái mặt cắt chữ T này. Đây là một cái dầm. Một cái thanh á. Chịu uống. À, với cái moment M1 và M2 đã biết trước này. Hai cái thằng này cho trước này. B1, H1, B2, H2 để cho trước ví dụ b1 ở đây tôi cho là bằng 2 cm hoặc là 0.02 m này b2 0.06 đi 0.06 m h1 h1 ở đây là bằng bao nhiêu h1 là 0.08 h2 0.02 ví dụ như vậy gì gì như nó bị nhầm đây rồi đúng rồi chính xác như vậy là h1 là nằm ở dưới h2 là nằm bên trên nha các em bây giờ thì mình mình có dữ liệu như vậy á m1 ví dụ ở đây tôi cho là 500 m2 là 400 được chưa đây Newton á Newton mét đó. đơn vị là Newton nhân mét vậy thì ở đây mình muốn thầy muốn các em tính cho thầy là sigma max và sigma min đây là ứng suất lớn nhất trên mặt cắt này ứng suất lớn nhất thì ứng suất để mà chúng ta đánh giá coi là cái mặt cắt này nó có bền hay không nó có bị phá hủy hay không yeah. ứng suất mà nó nhỏ hơn ứng suất cho phép thì là bền còn lớn hơn thì là không bền như vậy là chúng ta cần tính cho tôi thầy là sigma max và sigma min thì cái này chúng ta sẽ học ở cái môn học tiếp theo của chúng ta học ở các kỳ tới bây giờ giả sử là chúng ta có một công thức mà chúng ta tính được sigma max và sigma min như trên hình vẽ ở đây này sigma max này à, phóng to ra các em thấy này đây m1 chia cho ix và nhân cho max và M cộng M2 chia cho YY và nhân cho -max. y YMAX là gì? YMAX là khoảng cách từ cái đáy của mặt cắt này. Từ cái đáy của mặt cắt đến cái cái đường trung hòa. Hay nói cách khác là từ đáy của mặt cắt đến trọng tâm C. Từ đáy đến trọng tâm C. Đây là khoảng cách này là YMAX này. Khoảng cách từ đáy đến trọng tâm C của mặt cắt. Vậy thì các em cần xác định cho thầy cái trọng tâm của mặt cắt này nè. Cái trọng tâm của mặt cắt. Đây, trọng tâm C. Đó, khoảng cách từ đáy đến trọng tâm C đó là imax e còn imin e là gì khoảng cách từ cái cái đỉnh của mặt cắt đến trọng tâm như vậy nó phụ thuộc vào chiều của m1 và chúng ta có imax e imin e cái đó chúng ta không quan trọng cái đó học sau như vậy là giả sử imin e chúng ta được tính là từ từ đỉnh xuống như vậy chỉ cần tìm được trọng tâm chúng ta sẽ dễ dàng tính được imax e tính được imin e rồi các em xác định xmax là khoảng cách từ cái mép bên bên trái đấy của phần phần thân á, phần bụng á đến cái cái đường trung hòa y đúng không đến trục y như vậy là rõ ràng chỗ này á, x max là bằng b1 chia 2 còn x min x min là cái khoảng cách đúng không ạ cái khoảng cách từ cái cái mép bên phải này đến cái trục y như vậy là chỗ này nó sẽ là b2 chia 2 đó như vậy là x max x min các bạn có này x max này x max bằng b1 chia 2 đúng không rồi và chúng ta có gì x min Xmin bằng gì? B2 chia 2. Imac. max bằng gì? I max ở đây chính là bằng IC mà chúng ta đã sẽ tính được. Còn imin bằng H1 cộng H2. Được không? H1 cộng H2. Rồi. Gì nữa? Chia cho. H1 cộng H2 là tổng chiều cao trừ cho IC. Đó. Như vậy là Imac, max xmax, imin là tôi cung cấp công thức ở đây. M1, M2 đã cho cho trước IX, II. Các bạn sẽ tính cho tôi X và tính II. Rồi, từ đó các em sẽ tính cho thầy hai công thức sigma max sigma min chúng ta nhập vào đây. IX, II và IC các em tính được không? Dựa vào cái dữ liệu mà tôi cho ở đây này. Cái này hả? Đây là công thức, đây là công thức các em không cần hiểu. Sau này các em sẽ hiểu. À, cái này em cũng không cần hiểu xmax là bằng cái này, sau này chúng ta sẽ biết tại sao nó bằng cái đó. Cái chỗ xmax xmin ymax ymin chúng ta dựa vào công thức thầy cho trên bảng nha. Được chưa? Trên mà cắt kích thước thì các em sẽ thế vô để các em tính được xmax xmin ymax ymin. Cái này sau này các em học em sẽ hiểu, ứng dụng sẽ hiểu nha. Còn bây giờ mình không cần điếc đi vào những cái vấn đề sâu như vậy, chúng ta chỉ cần a à, với công thức như vậy, chúng ta làm sao để ra được sigma max, tìm ra là ra được sigma min là ok. Vậy là quy trình tính toán ở trong cái bài toán này là làm gì? Bước thứ nhất này. Bước thứ nhất. Tính tính IC. IC bằng gì? IC1 F1 cộng IC2 F2 chia F1 cộng F2. Bước thứ hai, tính gì? Tính IX bằng cái gì? B1 nhân h1 mũ 3 chia 12 cộng cho d1 di1 bình phương nhân f1, đúng không? Cộng cho cái gì? Đây là hình số 1 đúng không? Ta dùng công thức này, cộng cho hình số 2 là cái gì? Đúng không? B2 này h2 mũ 3 chia 12 cộng bình phương khoảng cách là DI2 bình phương nhân cho F2. Cái này học chưa vậy? Rồi. Sau khi có IX, IE rồi đúng không? Rồi bước thứ ba là gì? Tính này. ở à, gì? X max này. Y max này. Được không? X min. Rồi. Y min. Và bước thứ tư. Tính gì? À, Sigma Max. Sigma mà Sigma. mà Min. Ở trong 4 bước này cái chỗ nào mình không biết được. Nói tôi nghe coi. Nếu mà như vậy không có gì thì chúng ta làm bài này đi. Kem. Okay, Nhắc lại nha. Anh ta có B1 là chúng ta sẽ lấy dữ liệu là REN B3 đúng không ạ? B2 là REN B4. H1 là REN... B5. Được chưa? H2. Uh, ren B B6. Được chưa? Mình nhập dữ liệu M nữa. M1 bằng Ran B7. Và M 2 bằng và chỗ này là H2 nha. Ran B8 Sửa lại chỗ này H2 Rồi B1, B2, H1, H2, M1, M2 Mà kiểm tra dữ liệu lần nữa có đúng mà cái mình ta đã nhập chưa Như vậy là tôi đã nhập xong thế này rồi Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục Mình sẽ tính được à, trọng tâm Trước khi tính được trọng tâm thì các em cần xác định được IC1, F1, IC2 nhân F2 đúng không? IC1 và IC2 chúng ta dựa vào cái cái dữ liệu ở đây nên ta cho IC1 bằng gì? IC1 bằng chưa? Là sẽ bằng là H1 chia 2. Rồi IC2 sẽ bằng à, H2, xin lỗi, H1 cộng H2 chia 2. Đó là IC2. Còn F1 sẽ bằng là B1 nhân H1. F2 bằng B2 nhân với lại H2. Đó là cái mà tôi có được. Vậy là chúng ta sẽ tính được XC1, XC2, XC1 bằng 0. XC2 cũng bằng 0 luôn bởi vì nó đối xứng nằm trên trục y hết cả hai mặt cắt này đều nằm trên trục y à, trọng tâm đều nó đều nằm trên trục y do đó người ta XC à, nó sẽ bằng áp dụng nếu đi với tổng, tổng quát á là XC1 nhân cho F1 cộng XC2 nhân F2 được chưa và ta chia cho tổng diện tích nó sẽ là F1 cộng cho F2 rồi đó là IC và tương tự mình sẽ tính ra được IC không? IC này. IC. IC1 nhân F1 cộng IC2 nhân F2 chia F1 cộng F2. Và vậy đó là đó là IC và IC. Có IC có IC vậy chúng ta sẽ tính được DI1. DI1 nó sẽ bằng là IC1 à, ABS này trị tuyệt đối này, IC1 trừ cho IC. DI2 nó sẽ bằng I, ABS IC2 trừ IC. Rồi. À, DX1. À, DX1 đúng không? Nó sẽ bằng là bằng xc 1 trừ ABS. Chỉ tuyệt đối trước ABS nè. xc 1 trừ IC. Rồi DX2 bằng trị tuyệt đối. IC2 trừ IC. Rồi như vậy là chúng ta tính được các cái khoảng cách rồi, bây giờ mình sẽ tính được ix này. Nó sẽ bằng là b1 nhân h1 à, mũ 3 rồi chia cho 12 cộng di1 bình phương nhân cho diện tích f1. Rồi đó là hình số 1 ha. B2 nhân h2 chia 12 cộng cho bình phương khoảng cách DI2 bình phương nhân cho F2. Vậy là đó là IX à, bình phương là chúng ta sẽ là nhân cho DI1 ha. Và chỗ này chúng ta sửa thành là nhân DI2. Rồi chúng ta tính được IX nè, tương tự là II này. II thì đó sẽ là rồi tính công thức luôn, II đi. Nó sẽ bằng là B2 B1 nhân mũ 3 đúng không? B1 mũ 3 nhân cho h1 chia cho 12 cộng bình phương khoảng cách dx1 bình phương à dx1 nhân dx1 nhân cho nhân cho f1 cộng rồi b2 h2 2 b2 rồi h 2 dx2 nhân f2. Đó là moment quán tính đối với trục y. Như vậy là chúng ta có các đại lượng cần thiết rồi. Ở đây mình sẽ tính được x max này. X max bằng gì? À chúng ta giở lại dữ liệu hồi nãy ta xem, x mắt này tay kích thước này. Nó sẽ bằng là b1 chia 2 ha. B1 chia 2. y max ờ uh, bằng yc. Rồi, x min bằng b2 chia 2. Còn uh, i min nó sẽ bằng là h1 cộng cho h2 trừ cho ic. Rồi như vậy là ta đã có được rồi, như vậy ta tính được sigma max. Sigma max bằng uh, m1 m1 nhân cho i max chia cho ix cộng m2 nhân cho x max chia cho I y rồi. Sigma Sigma min thường thì nếu mà nếu mà các em á à, lấy trị tuyệt đối á, để mà so sánh thì chúng ta để dấu cộng ha, còn nếu mà à sigma min bình thường nếu mà tính ta lấy dấu á, thì chúng ta sẽ, sẽ xét dấu trừ tức là nó sẽ bằng nè, sigma min này bằng này trừ này. Chúng ta sẽ dở dở công thức hồi nãy và chúng ta thay y y max x max bằng y min ít min thôi. Vậy đây đây là dấu trừ và chỗ này cũng là dấu trừ luôn các em ha. Rồi. Rồi này sẽ là y e min này. Được chưa? Và chỗ này sẽ là x min này. Đó, và ta tính ta chạy thử này. Dĩ nhiên là nó sẽ uh, chạy được và chúng ta sẽ xuất dữ liệu sigma max sigma min vào cái ob9 và b10 đúng không? Và ta xuất ra này. Uh, sell. cell uh, hoặc là ren. Ren rồi, b mấy? B9 này. Ren b9 ha, uh, chấm value À, nó sẽ bằng là sigma max rồi và ren b10 được chưa chấm value bằng sigma min rồi khi bấm chạy thì nó sẽ ra à số nó hơi to đúng không thì ứng suất nó sẽ là như vậy ha thì bởi vì đơn vị của nó là uh, Pascal thì các em đổi ra sẽ ra chia cho 10 mũ 6 là như vậy là 21,57 mega Pascal nữa các em chỗ này nó sẽ là trừ uh, 2, 4, 6, 3, trừ 36 đúng không trừ 36 mega Pascal rồi ở đây các em có câu hỏi gì không? về cái 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 này bài này đây nè hồi nãy tôi giờ cái, cái 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 bài làm của bạn nào đây nhìn đây nó sai tôi không biết là sửa những cái lỗi gì luôn ví dụ bài này nhìn đây trên hình này sale b 7 làm gì có cái câu lệnh kiểu như vậy seo là chúng ta phải có hai cái dữ liệu đó là hàng và cột còn nếu không chúng ta phải dùng là range được chưa? Và ở đây trong trường hợp này y, y nó chưa được định nghĩa thì làm sao mình tính được cái này ạ? Y, y mình đã tôi đã hướng dẫn các em cái tính rồi. Đó, chưa được định nghĩa. Rồi cái gì nữa? 1 2 3 4 5 6 thì cái này không biết là các bạn nhập dữ liệu như thế nào. Mình viết chương trình con để mình tính sigma max hoặc là sigma min. Chương trình con để tính mấy cái này nha. Chương trình con này, function này. Tên là gì? Sigma. Sigma max. Được chưa? Hoặc là sigma max hoặc sigma min nha. Sigma max. Thì cái sigma max này á để mình tính được cái sigma max ở trong ngoài đây nhưng mà nó theo đúng không các em. Dữ liệu đầu vào nhập vào là gì? B1 này. À B2 này. H1 này. H2 này. M1 này. M2 này. Tất cả những thằng thông số này nó đều là biến dạng double tức là số thực. S double được chưa và B2 cũng vậy nói đều là số thực hết nha các em B1 B2 này rồi B1 B2 H1 này H2 này M1 này M2 cũng vậy rồi M2 này rồi và lưu ý cái gì Thử đi. Các em cứ có thắc mắc gì ví dụ những cái đó mà các em nghi ngờ thì các em cứ thử. Được chưa? Thì nó cấu trúc đúng là như vậy, nó tùy vào phiên bản của cái cái Excel nữa. Có phiên bản cũ là bắt buộc là mấy cái thứ này là phải khai báo đầy đủ hết, có phiên bản là chúng ta phiên bản sau này á thì nó cấu trúc nó gọn nhẹ hơn, không cái viết code nó nó sẽ đơn giản hơn nhiều so với cái ngày xưa. chưa? ví dụ trong trường hợp này, IC1, IC2 đây nè bắt buộc là phải khai báo nó là cái biến là dim nè, à, dùng cái biến là lệnh là dim nè, à, IC1, IC1 nó là gì? S nè, đó. Thì bắt buộc phải như như thế này nó mới chạy được. Nhưng mà ở đây trong trường hợp này thì không cần, bài này không cần, chỉ khai báo trong cái biến của chương trình con thôi. Như vậy là nè, biến của nó sẽ là như thế này nè, Rồi, hợp lý chưa? Đó, các cái thằng này ra đều xuất ra là dạng double. Rồi bây giờ nè chúng ta viết chương trình hồi nãy nó chạy rồi chúng ta sẽ có là b1 b2 h1 h2 chúng ta nhập rồi từ đó kia rồi chúng ta chỉ việc là copy đến thằng sigma x thôi được chưa sigma max thôi và chúng ta sẽ bỏ nó xuống đây và b1 b2 thì chúng ta đã có rồi cho rồi h1 h2 đã cho rồi do đó thì chúng ta không cần phải làm gì hết chúng ta chỉ biết hiểu hệ như là mặc nhiên là những thằng này nó đã tính được rồi và sigma max chúng ta cũng tính được ở đây rồi và cuối cùng mình chỉ cần là khai thêm một cái lệnh nữa là gì sigma mắt bằng cái mà chúng ta tính được ở trên này được chưa bằng à, sigma gạch dưới max đó như vậy là nó đã xong rồi chạy được rồi đó nha rồi YS, y, y tôi đã có rồi bây giờ thì chúng ta sẽ dựa vào đây ta tính này Ờ à, d 2 d 2 rồi ok kiểm tra lại coi có gì khác biệt gì với nó cái bài nãy bạn nãy nó tại sao nó bạn ra khác của tôi rồi rồi các bạn tính này Chúng ta vào trong đây chúng ta tính. Ví dụ đây, à nó sẽ bằng này. à, gì? Ờ à, gì sigma. Sigma max. À chúng ta có tên chương trình đây luôn rồi. Rồi, chúng ta sẽ lấy từ 11 2 3 4 5 6 theo thứ tự đúng không? Enter. Nó tính ra chúng ta này, thấy chưa? Còn cái đây, muốn tính sigma min gì? Sigma min chúng ta sẽ viết một chương trình con khác. Tính sigma min. Rồi, copy cái chương trình này. Rồi tôi bỏ xuống. Đúng không? một. rồi đây là sigma gọi là sigma min đó như vậy là dữ liệu đầu vào cũng giống như vậy sigma max ở đây thay vì bỏ sigma max thì mình gọi là sigma min chúng ta copy cái sigma min từ cái trên này công thức ở trên này nè bỏ xuống thay cho sigma max đó rồi sigma gì chỗ này sigma min rồi chỗ sigma min ở đây đó Tên chương trình là Sigma Min Đó nó đã chạy xong Bây giờ mình ra đây mình tìm gõ nè Như vậy là cái ô uh, Ô này đi Ô này là Sigma Min này Bằng này Sigma Min Ở dưới Rồi Dữ liệu nhập vào là 1, 2, 3, 4, 5, 6 Nhập vào Enter đó, tính là Sigma Min. Còn đây là sẽ là Sigma Max. Chúng ta biết hai chương trình sẽ tính ra được hai cái giá trị khác nhau.